thầy về thầy đắc pháp rồi sống tự tại hả thầy? Hả? Cũng chưa tự tại. Tự nhiên tự tại mà không có lo không gì hết. Mà thì thà thà huynh đệ thầy trò hỏi thì tôi cũng nói thiệt cũng chưa đến được tự tại mấy. Bởi vì có câu là không biết mai này đỏ hay siêu, đêm nằm chỉ thấy những lá biêu. Tới tháng nó bay dù dèo dèo, nhưng mà mai á thì nó cũng đỡ là không có trả bao nhiêu. Rồi Phật tử thì lâu lâu họ cũng thương hoặc cũng cho ăn chút, nhưng mà tôi không có xin ai hết. Bởi vì nghĩ chừng nào mình làm được cái gì cho người ta đó thì người ta tự động người ta quý mình, ta cho tiền, giống như gọi là tài pháp nhị thí không? Ví dụ như bây giờ thầy nói pháp mà ta nghe ta an lạc á, thì tự động ta nên làm ra, ta giúp đỡ cho mình, ta dư giả ta cho mình. Còn mình không có làm được gì cho ta an lạc thì thôi thầy không có thỏa nhận. Đúng ra thì nó an lạc là dày. Là bây giờ cái dầu gì thì cũng cái nhà nhỏ nhà lớn gì cũng của mình đứng chủ. Đúng rồi. Thì không có sợ ai mà đuổi xô hết, chỉ trừ ra nhà băng thôi. Nhưng mà cái khả năng của mình thì cũng không đến nỗi nào không trả nổi nhà băng, đúng không? Thì đó là như vậy. Thì bây giờ hả, dư có dư giả một chút thì thầy hay làm phước bố thí, còn không dư thì mình cái gì cái chứ mình cũng phải lo mình. Nói vậy đi chứ đừng có nói tốt. Ở Mỹ mà không lo cho mình rồi ai lo? Rồi cái gì cũng vậy. Thành ra mình cứ mình đừng có nói giả dối. Tôi thì tôi tánh tôi trước sau vậy thôi. Thì hiện bây giờ thì chưa đến nỗi thiếu, mà cũng chưa đến nỗi là dư. Bởi vì thiếu là còn thiếu chút đó, là tại hồi xây dựng phía sau đó. Mượn cái khe rịch của hai ông già này nè, mà hai ông này thì cái khe rịch ổng nó không có lời, cho nên là bây giờ trả mỗi tháng trả từ từ. Nhưng mà sao càng lúc thấy kinh tế nó càng xuống rồi không sao kịp. Xuống lần. Thầy xây vậy nữa để làm gì cho nó ở, hay là thầy để làm gì? Đầu tiên á, mà tướng xây có thêm có một hồng hà. Thêm một hồng là cho thầy muốn về đá tịnh dưỡng. Còn ở trên này thí dụ như có thầy nào hay là có Phật tử nào lớn tuổi ở thì ở. Cái cuối cùng không ai ở trên, cái rồi cái lỡ xây rồi. Cái đó thôi bây giờ cái lúc này cây nó rẻ mà có cái tiền mà không có lời, thôi xây luôn, tính thôi giờ xây để lúc đó có mấy ông thợ, ông hàng, ông lại đeo đi hàng cái gọi là hàng cái đá bên đây kêu bằng gì, hàng tàu đó, điện hàng. Thì bây giờ ban ngày thì ông đi tới 5 giờ chiều mới về, rồi ông ngủ 5-6 đi thì được hết cũng tiện. Lúc trước này mấy ông đó chắc là đi bàn khoa đúng không? Khác đừng qua cái thầy thấy tiện. Cái rồi đang nghĩ là mà ông lớn tuổi, nên lớn tuổi nó cũng tiện là lâu lâu cũng về thăm vợ thăm con. Chứ đâu có trai gái bậy bạ ăn nhậu gì đâu. Mình thấy nó tiện quá đi. Cái đụng cái rồi đi làm cái rồi chơi chứng khoán chứng gì đó. Rồi đang lúc thì nó lỗ rồi đi làm nó nổ quạo sao cái lỗ người ta đuổi rồi. Anh nghĩ lỗ trong hãng hả thầy? Tôi nghe, tôi ổng về ổng nói tôi vậy đó. Ổng không có nói tôi là vụ mà ổng buồn bã vụ chứng khoán. Mà ông nói là ông vô ông làm bắt buồn ngủ. Rồi cái gì đó cái thằng nó lại nó nói sóc đầu ông gì đó rồi sao đó. Rồi giờ ông cử nó thôi. Rồi cử sao mà đến đổ mà đuổi. Cử quýnh lộn lắm là. Đó thì đó thì bây giờ vậy. Nó chứ còn thôi là xưa đâu tính cách vậy. Nhưng mà bây giờ thà vậy đó mà giờ nó lỡ nó có luôn thấy không? À, đúng rồi, thầy cắt vậy là tốn hết nhiêu tiền? Cái lúc đó chắc khoảng 30 á. Mà bây giờ khoảng 50 á. Tại vì bây giờ thành cây công, thì nó lên thành công, làm luôn từ cái nhà bếp lên 2 phòng hả? Phải 3 phòng trên đầu đó luôn. Nghĩ vậy rất rum nhà tắm ngoài đó luôn. Phải con đọc trắng thì con về đây ở chứ. Thôi bây giờ thì bây giờ cho tôi ý kiến dù ông hồi nãy nghe về với cái tư cách là một vị thầy, một vị anh đi. Dạ. Về vì đạo mà ông cũng là biết ăn chay. Thì giờ là thứ nhất là ăn chay là ăn là nguyện ăn hay là tại ăn mặn không được hay là tại tự nhiên rồi? Con phát nguyện ăn luôn. À thì dạ.
Như vậy là đúng ra ăn chay tuy rằng nó như vậy nhưng mà cũng phải có cái chủng chủng tử lành. Bởi vì ăn chay thứ nhất cái là mình không có tạo cái nghiệp quan trái nữa. Dạ đúng rồi. Thứ hai là từ cái tâm mình nó nhẹ nhàng thì như vậy là tốt rồi. Tôi thì không không khuyến khích, không chủ trương mà cũng không không bài bác, nhưng mà được vậy á. Thì không, vậy rồi bây giờ hai đứa con thì nó đã lớn rồi. Dạ. Bà xã thì đi làm, ngày hôm qua cơn bệnh thì theo giờ thầy khẽ về nè. Thôi nghỉ luôn đi. Bởi vì bây giờ á, tâm nghĩ suy nghĩ nè, tâm muốn đi làm thêm nên tâm có tiền thêm để cho vợ cho con nó hài lòng. Dạ. Nhưng mà bây giờ thử hỏi hài lòng mà mình ngã ra mình té một lần nữa, mình bệnh một lần nữa, cái tai biến đâu có từ ai, rồi ai hài lòng ai. Bây giờ á, theo thầy thấy giờ cái ông á, cái vợ con nó đầy đủ thì bây giờ thôi mình cũng ở nhà. Nhưng mình làm lâu năm thì mình được cái lương vậy là cũng khá, 60 hơn mấy phần trăm là khá rồi. Thì thôi thì giờ thứ nhất là gần gũi lo lắng cho vợ con. Thứ hai là có những thời giờ để mình thật sự cái bệnh này rồi thì cũng không còn hẹn bao lâu. Ông con nhận được đó không? Dạ đúng rồi. Không hẹn bao lâu thì tại sao bây giờ lúc này không thanh thản, thí dụ như rảnh chạy lại thầy trò đàm đạo. Dạ. Hay là chạy dòm coi trời trăng mấy nước. Chứ bây giờ ông lãnh một tháng 10.000 đô mà một hai năm nữa ông ngã ra ông đùng ở đó rồi ông để tiền lại, ông có an lành không? Thì bây giờ thay vì ông lãnh tháng 6.000, ví dụ vậy đó, 60% thì vậy. À, còn bây giờ cái giờ phút nữa đời á thì nó bạc bẽo. Bây giờ nếu như mà vợ, thí dụ thầy nói chứ thầy không có nghĩ là cô xấu nghe. Một ngày nào đó mình hết duyên hết nợ, nó bị cái người tu nó khảo dữ lắm. Nếu mà ăn chay nó cũng có cái khảo, theo ăn khảo là cái gì, là nó thử thách mình. Dạ đúng rồi. Thường thường nói trường chay thì mới tuyệt dục, chứ mà mình bây giờ còn mình đâu có bỏ vợ con được, tại vì mình đã gây mà. Dạ. Nhưng mà thí như một ngày cái nghiệp mình nó hết, nó thấy mình bệnh tật, thấy mình tiền có nhiều, nó buông mình. Dạ. Nếu như vậy mình hãy chuẩn bị cái tinh thần đó đi, mình cũng vui nữa, không có chuyện gì phải lo. Còn nếu như mình còn cái phước may mắn, nó thấy chồng mình quạng, nó thương, an ủi này kia nọ, đó là cái phước của mình. Dạ. Mà cái phước của mình thì cái phước này nó sẽ còn kéo dài nữa, thấy không? Cho nên bây giờ mình, nếu ông không là Phật tử, ông không ăn chay, thì thầy nói cái cách khác. Ông là Phật tử biết chay thì hôm nay á, đúng cái duyên nghiệp thì về thăm thầy nói vậy đó. Tại vì thứ nhất hồi thầy ra cái am này thì cái người cúng đầu tiên là ông, gạo thóc này kia đó là cũng là cái duyên đầu tiên. Chứ còn hồi đó hoàn toàn thầy ra cái am này địa phương không có ai cúng cái gì hết, là thầy nói từ đầu là thầy ra làm ở nhà cho thầy tu thôi, là nhà Phật tử ở xa, chứ không phải nói vậy là mình phủi ơn Phật tử ở địa phương. Thứ nhất địa phương mình họ cũng chưa có khá giả gì mấy, cái nữa là nhiều chùa thì họ chùa nào quen họ đi, chứ còn thầy mới lúc đó thầy mới về tiểu bang này mà. Dạ. Đó thì bây giờ từ hồi cái nhà tới giờ là coi như là ba cái Tết. Cái ngày mùng 2 đầu tiên ông tới là cái năm là thầy mới lấy nhà 4 ngày, mới lấy nhà bị 28 thôi lấy nhà, rồi năm rồi, rồi năm nay. Ở đó thầy cứ nghĩ dòm dòm ở mùng 2 thầy trăm mới đứa tới, không tới kia rồi thầy trăm chủ nhật cái tuần này sau năm nay cũng không thấy tới, mà thầy sợ rằng là không biết quý vị có nghĩ rằng thầy còn ở địa phương này, thí dụ vậy đó, như đời mà nó thay đổi mấy năm liền mà. Đó, nhưng mà bữa đó thầy đi đâu á, về thấy cái hai bồn dầu nhưng bao đường, thật sự bồn dầu thầy mới còn một chút xíu nữa mới hết á. Hồi dạ sáng đó này mới đi mua hai chai bị gì thì có năm rồi đó. Tại bên đó thầy dài sau đó này á, thầy coi vậy chứ ăn giàu ít lắm. Dạ. Ý là làm dữ lắm để cho đó đó, nhưng mà giàu ít lắm, nhưng mà nó mập thì nó mập thôi, chứ đâu phải cái gì tôi ăn giàu đâu. Nhưng thấy nãy anh chưa đâu có miếng giàu nào đâu. Thì đó thì bây giờ thầy suy nghĩ vậy đó. Dạ, mình biết này, giáo pháp Phật thứ nhất là mình biết cái chân lý nó vô thường. Dạ. Mà đã là Phật đó nó vô thường rồi thì không ai cãi được hết đó. Đúng rồi thầy. Đó thì đó là bây giờ nếu ở đất Mỹ này mình chuẩn bị cái tinh thần một ngày nào trước cũng bỏ, sau cũng bỏ, trước sau cũng phải đi đó. Thì bây giờ nếu ông là có duyên với thầy như vậy đó,
nếu như có chuyện gì mà ông ăn chay thì ông về để ông hỏi thầy cũng được. Thí dụ nó là nhưng bây giờ phải lo cho tròn trách nhiệm cho tới khi hết nợ. Dạ đúng đúng. Dạ con cũng vợ chồng vợ mà hết nợ tự động nó nhả ra ha. À, tự động ra chứ con là không có ra được. Thì không có cách nào là vợ con thì nó cũng tốt đúng rồi. Thì cũng còn mong như vậy cho hai vợ chồng suốt đời. Nhưng mà còn con đứa con gái Úc này là nó học 2 năm nữa là nó sẽ vô đại học. Nó sẽ là 18 tuổi đó, là mình hết trách nhiệm đó. Là nó vô đại học 4 năm nữa, con phải lo cái trách nhiệm cho nó ra đại học nữa, rồi là hai vợ chồng con. Không, nhưng mà 18 tuổi là mình hết trách nhiệm với nó, là nó tự chọn, không phải không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà mình làm cha, làm mẹ thì phải lo cho nó học. Dạ. Nó. Đó là còn đứa gái Úc này nữa. Thì nói đúng ra là con mong sao thì lo cho nó, khi nó học hết trung học, nó vô đại học. Thì 4 năm nữa là nó học ngành y tá rồi. Là coi như là xong trách nhiệm. Còn còn con với vợ con thì nếu mà còn duyên thì ở hết duyên thì thôi chứ mình đâu á. Dạ. Không, nhưng mà thầy không có ý gì nghe. Dạ dạ con hiểu. Ý là tại vì bên Mỹ nó dễ thay đổi lắm. Dạ. Thầy chỉ nói vậy thôi chứ tôi không có ý gì. Cái chuyện đó thì mình nhưng mà ý của tôi nói ra để chi là thầy không muốn chú đi làm nữa. Dạ. Bởi vì đi làm nữa, nếu một ngày nào hai gì không đi làm thì nó còn để cái thời giờ của mình nó mình đi dọn trên mây nước cho nó thanh thản. Dạ. Nếu đi làm nó sẽ rút ngắn lại thời gian. Dạ đúng rồi, đúng không? Không có thời gian. Rồi bây giờ nếu mình làm mà cố gắng là mình ngã cái đùng ra đó rồi ai lo? Dạ. Ai chịu trách nhiệm? Không hiểu điều đó. Có dầu có lãnh bao nhiêu từ bảo hiểm đi nữa thì mình cũng ra đây theo bàn tay trắng à. Dạ. Thấy không? Thì thôi thì bây giờ được như vậy là khá rồi. So lại với cái mức lương theo thầy nghĩ là đối với ông là so mức lương người bình thường là khá hơn nhiều. Vì ông làm tại ông làm thợ lâu năm thì khá nhiều rồi. Thì họ trả con 3 triệu đồng giờ. 3 triệu đồng giờ. Dạ. Ngày mấy bao nhiêu giờ? 8 tiếng, làm 8 tiếng. Ừ. Tại vì con làm lâu năm có kinh nghiệm rồi. 8 tiếng là một ngày 24. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có vợ con thì đỡ thế chút. Ồ vậy là một tháng cũng là bà sáu bà 7,000 mấy 8,000. Tháng đâu có tới dữ vậy thầy. Ăn tuần là 5 ngày hả? Tuần thì một tuần thì 1,200 có trừ thế còn. Không là bây giờ là tiền là bây giờ mình nghĩ thì tuần được thì nó trả 65%. Cho nên thầy biết không, đôi khi mình ở nhà đó thì tù túng rồi. Ai cũng đi làm hết rồi, ở nhà đi tới lui rồi thầy biết không? Không mà cái bệnh ta thầy hiểu cái tâm trạng người ta từ bệnh ta biến lần đầu lắm, buồn lắm. Thì dạ. Sao bây giờ vậy, rảnh tới tứ tẩm với tôi. Dạ thầy biết không, này nhưng mà sức khỏe của con thì nó đúng là 70-80% ổn, nhưng mà còn cái tinh thần nó mà thì nói là hẳn là sức khỏe bây giờ tới tinh thần à. Dạ còn tinh thần đó thầy. Nói 70-80% nói là tại do cái sự cố gắng của mình thôi. Dạ. Chứ một khi mà cái tự tay biến rồi thì nó không có từ ai. Dạ đúng rồi thầy. Nó không có hẹn lúc nào nó sẽ lại nó thăm mình nữa. Dạ. Đó là cái sự báo hiệu giống như trong nhà Phật gọi là quỷ sứ nó gõ cửa nó báo trước đi. Nó báo cho mình biết. Nó báo giống như là nó như từng giai đoạn. Dạ. Mà báo này báo rõ ràng. Dạ. Còn thí dụ như báo mà già rồi mặt ngăn rồi tóc bạc rồi thì cũng báo nhưng báo không rõ ràng. Dạ. Còn mỗi lần mình bệnh thì là báo rõ ràng. Đó thì thầy khuyên vậy đó. Dạ. Tôi thì cũng có duyên may mắn là giàu quá thầy thì lời nói tôi có gì bài giảng tôi giảng rất là thẳng khó nghe, nhưng mà cũng có duyên là thầy hàng gắn được nhiều cặp lắm á. Dạ. Nhiều cặp thì cũng có một cặp thì cũng chồng bệnh rồi tự ái là sợ vợ ở nhà đó khi dễ đó. Dạ. Định đi mua súng về để giết luôn vợ con rồi bắn mình chết, mà sao tự nhiên khí bữa đó mò nghe thầy giảng. Thầy giảng rồi đó thành ra nghe thầy nghe được bà thầy quá đúng không? Thành ra là bây giờ sao rồi tự nhiên là giờ người vợ cũng thương dữ lắm. Dạ. Ở nhà giữ con vợ đi làm mà hết cái mặc cảm đó. Nói chứ thiệt mình đàn ông ở Mỹ này mặc cảm ghê lắm.
Thằng ông mình đứng sau con chó mà. Vậy đó rảnh thì thầy trà là ngồi lại đặt. Tại chỗ ông ở đây bao nhiêu thời gian? Chạy xuống 15 phút rồi. Ở chỗ nào, ở khu vực nào? Ở Green Bay, chỗ cái mò, mò trên Jeff Service trên đó. Rồi, chưa thua rồi. Thì thầy khi nào thầy muốn đi mua cái máy lạnh để cửa sổ đó, thầy con với thầy, con chở thầy đi. Con cúng dường cho thầy cái điều đó. Không, không. Tôi không có chịu, tôi biết ý á, vì vậy mà tôi không chịu đi đó. Thôi đi đi, chứ, không. Chứ trời này nóng. Thầy này, nghèo, đi. Nhưng mà lại nói tao nghe chỗ đó, đánh thầy kỳ lắm. Không biết thầy. Thầy muốn đi thầy mua, là thầy phải nhắm thầy có cái tiền, thầy mua, thầy không thích là, thầy Phật tử là đây làm gì, thầy không chịu, thầy không thích. Vì lý do đó thầy từ chối thì không. Bây giờ để suy nghĩ, bây giờ mình suy nghĩ nè. Hồi nãy giờ thầy quán chiếu đúng là nó nóng khiếp lắm. Nên là nghĩ là những người nghèo á than ra, nhưng mình nói nên người nghèo ở Việt Nam thôi chứ đừng nói Phật, nói Phật còn xa lắm. Đâu họ than ra trong khi họ cần cái nhà to nó ở, nhưng cái hầm lửa mà còn không có. Tôi suy nghĩ gì cho nên tôi dịu xuống á, chứ thôi là mồ hôi thầy nó rớt đột. Nhưng mà thôi mình nghĩ vậy, suy nghĩ cái tối mà nóng quá tôi lên này tôi ngủ ở ngoài đây văng ra mùn ra này ngủ quá. Trời ơi, giờ vậy hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc này chỗ nào cũng của mình muốn ngủ đâu ngủ, ngồi đâu ngồi. Cái quan trọng chỗ đó đúng không? Dạ đúng rồi. Hạnh phúc hay không là nó biết dừng lại á. Sống đủ. Trời, tôi tập dữ lắm á. Vậy mà còn bị thầy tập ra là tập cái tư tưởng mình mình vừa khởi lên cái là mình dừng lại, ai nói đời này không ham không muốn, vừa khởi lên cái mình nghĩ tới cái này nghĩ tới cái kia để mình dừng, chứ cái tâm của mình nó đủ suy nghĩ đủ chuyện, đủ chuyện nó không có giờ giờ cũng lắng yên, nó mới Đức Phật mới gọi là phan duyên đó, nó giống như là tâm viên ý mã, tâm giống như con khỉ với con ngựa. Khỉ lúc rồi nó cũng chèn mọi ngựa nó coi đứng nó giật. Cho nên tôi thật sự thầy kỵ cái vụ mà lợi dụng thiệt, thầy biết xấu hổ tạm quý chính mình không khi nào đó. Cho nên ví dụ hôm qua hồi lúc ông Vân Thường Sòi của ông mà thầy thấy lậu thì tưởng đâu Vân Thường Sòi của thầy đó, thầy mới tưởng đâu thầy mới giật lại ông hay ai ngày đâu Thường Sòi ông Vân Thường Sòi không. Thầy muốn mua là tự động, thầy muốn ăn cái gì tự động, thầy có tiền thì mua, còn không có là nhịn. Thí dụ ông muốn cúng cái gì, ông lại ông cúng, ông mua ông cúng, là kêu lòng phát tâm. Còn cái chuyện mà nói là ta mua giùm thầy đó là thầy trả tiền, không lấy là tôi không có nhờ. Đó, nhưng mà có cái thầy nhờ vậy là tại nhiều khi tôi không biết chạy xe. Bây giờ ông rảnh điện tầng có đi chạy cho thầy đi chạy cái vậy cho nó cho thầy đi chạy dạ. Hai chị hôm qua đi chạy nó thoải mái, còn đi với bác Đan đâu thấy không, ông lão thấp nha cái là ông quầy quá, ông bận dữ lắm, ông bận. Còn cái máy lạnh này nè thì thôi bây giờ nó dày, máy lạnh mà cái dạng máy lạnh lớn á, thật sự là mấy bữa nay thầy bị tai nạn với bác Đan. Bữa đó bác Đan chở tôi đi làm cái điện thoại, khi đi tới là xe đèn đỏ cái dừng rồi mà xe sao nó ủi mình hết thịt cái xe ông nào thắng rồi mà nó đẩy tới, thế thì nó làm một chùm là 4 chiếc. Nhưng mà cái chiếc ông Đan là chiếc hư hết bị giữa, còn cái chiếc kia đó thì nó đẩy tới chiếc ông Đan đẩy tới thì nó mốt, và chiếc ông Đan đẩy tới thì chiếc đó mới đẩy tới chiếc nữa thì nó trầy. Đó. Cuối cùng thì họ kiểm tra lại thì cái xe đó xe của công ty, thành ra bây giờ thôi sẵn gì mà thầy đi khám bệnh đồ luôn. Đúng rồi. Chứ không, công ty nếu mà của người nghèo thì thầy không đi đâu. Rồi thầy đi khám bệnh luôn mấy hôm nay. Rồi thầy mới nguyện không dám nói ra sợ ta nói mình tu hành. Mình ham vậy chứ ham gì, cái đó là không chết là mai. Nếu bữa đó mà nó không phải ngay đèn xanh đèn đỏ đó mà xe tải nó trà tới là thầy ông đang tâu luôn đó chứ mà khiến nhà này nó đỏ cho nên bên kia nó chặn lại rồi. Xe này nó chạy sau cuối cùng mà nó chạy nhanh quá đó mà xe cũng
giống à đúng rồi, giống như xe mà xe bự hơn, xe công ty mà công ty bự hơn chứ rất là dịnh dàng hơn. Thì bây giờ thì thầy mới nói thôi, không nói lên tùm lum người ta cười chứ làm gì, giàu là biết bảo hiểm bên Việt Nam thì như vậy, lo chứ bên Mỹ vậy có tiền. Thì có tiền chứ thầy có, nhưng mà thầy phải đi đúng. Nhưng mà bây giờ có tiền á, mình ăn có một phần, lệnh sư ăn một phần, bác sĩ ăn một phần, mình ăn có một phần mà mình chịu trách nhiệm hết rồi, mình gánh hết. Thì biết thầy phải tìm được sư nào, thầy không biết cái đó, ông nào không nói, thầy biết gì hết. Thì bây giờ giấu cho đi theo ổng nè, ổng yêu đâu thầy đó vậy. Kêu đi bác sĩ thì đi bác sĩ, đó, kêu đi... Đôi khi là, đôi khi cái bảo hiểm á, nó có thể nó điêu với thầy phải không? Nó muốn thầy đi bác sĩ nhiều này kia, nó trả tiền á. Đôi khi là thầy đi 1 tháng, 2 tháng nó sẽ điêu với thầy. Nó sẽ gọi điện thoại cho thầy là nó xuống nó gặp thầy, nó bây giờ... Nó hỏi thầy là thầy có bị đau hay là bị gì này kia đó. Thì nó đi với thầy, nó trả thầy bao nhiêu. Sao lúc đó là tôi còn cười nữa, không thấy gì trên á, mà sao mấy bên đây nó hơi thấm vậy hả? Hay là cái tinh thần đó, hay là tinh thần đó khi mình nghĩ nè, cái hai đứa tôi được cao hai tiền đại học là tôi làm cực của đây, tôi làm đặt dạ. Ở đó riêng người rồi gặp thêm cái mấy thì thầy cứ đó. Đi bác sĩ đi rồi, rồi bây giờ trả lại hay cái đó biết không, trả lại thì thầy mới nói thôi cái tiền đó nó là tôi nguyện là tôi hiến, tôi giúp cho người nghèo. Dạ. Cái đụng cái giờ vậy thì thôi, thì thầy nói trong bụng thôi chứ chưa có nói ra. Thôi vậy thôi, chắc cũng hy vọng được phần nào phụ, một phần nào vô sửa cái... Dạ, đúng rồi. Cái đó vậy thôi. Chứ kỳ con đi làm á, là mà cái xe ở ngoài á, nó đụng con phải không, cái chân con phải giải phẫu á. Cái đó thì nặng, cái lần này không có gì. Hả? Cái đó thì nặng. Dạ. Còn như thầy đâu có gì đâu, tại vì lý do là xe nó đụng, nó chờ tới chuyện nó khiến là nó nặng với xe đó, là thứ nhất là mình sang trước, mình sang nó bị vệ, thứ hai là sao mớp mà cửa không ra. Động người ta động sao tới là nó nguy hiểm lắm, thầy có thể này khai bất cứ ở đâu. Mà không có dám khai bậy không, tôi là tội luôn. Ai ăn nó không mình ra cái tội. Hồi xưa hôm nay con ở bên kia kìa cũng bị, cũng là Phật tử chạy đi coi như là thầy biết không, chở đi chợ đó, ở chiếc xe tông ngang đi hai ông thầy của con với Phật tử, là nói đúng ra là cũng đi khai vậy thôi á, chứ không bị gì hết á. Thầy biết mà cũng đi khai để lấy tiền thôi, nhưng mà ông đi thời gian thì bảo hiểm tầm 50.000 vào là không phải vài ngàn hơn nghĩ à, là luật sư là chia luật sư ổng thì 30.000, làm nhiều tội lắm. Nhưng mà thầy đi thời gian là bảo hiểm nó không... 10 năm trước tôi có bị một lần, cho nên tôi mới làm điều này. Ồ yeah. Cái là thầy cũng ngồi trước. Thì mình đợi lúc đó thầy thiệt cái dài cũng vậy, chứ phải lúc đó sợ tội. Chứ nó không có sao đâu thôi, không có sao. Cuối cùng đi đó của đền có ngàn mấy à. Trời ơi, cái ông lái xe ông la tôi quá trời la luôn, nói trời ơi làm gì mấy ông kỳ, trong khi mấy ông đi bắt xa đi sửa gân cốt mỗi ngày, cuối cùng ông đòi được 5.800, mà bữa đó có 3 người Việt Nam ta mới qua dặn làm tổ gia đình mà ta đi ta bị người ta đi được đền 5.000+, ta mừng quá trời, tưởng đâu thầy nhiều lắm. Hỏi thầy nữa thì có gần mấy à, ở sau kia tôi nói tôi còn đâu dám khai thầy mày bả sợ ba cái tội. Cái nghiệp tại tiền đâu từ trời rơi xuống á. Cái đó đôi khi là tại vì mình có mua bảo hiểm này biết không? Thấy đó. Không nói tới đây thấy cái gương đó. Mấy trăm ngàn mà đâu còn gì đâu phải chứ. Dạ đúng rồi. Cái tiền này thầy biết rồi, mình phải nên làm phước. Nên đừng có ham cái tiền ma, tiền quỷ này. Là mình phải đi làm phước, bố thí đằng này chứ. Nên là đúng nè. Thế nè, tự nhiên cái mắt ông ấy gọi mấy lên nó có nổi cộng chân mày thấy không? Một cộng một đặc biệt thấy không? Tôi gọi Google coi cái này hên tốt thêm một cộng chân mày. Thấy không? Một cộng một bạc á hả? Ừ, một cộng thấy, một bạc. Giống bạc. Như con cũng có này phải không? Mắt từ biểu đâu thấy ra có cộng à. Ờ, cộng đúng cái này đó. Đấy, không, nó có mặt chân mày trái á. Nó mới có điểm lành. Ờ, vậy hả thầy? Điểm gì đó. Thầy mà mặt giữa chân ngoài trái á, mà nó bự với xe bự không? Cái cổng mà bạc á, đi nó lọt ra rồi.
bây giờ thôi thì đó, quyết định vậy đi, đừng có suy nghĩ gì nhiều, bệnh mà suy nghĩ nhiều cũng tốt. Dạ đúng rồi. Mình thôi bây giờ nghỉ, có gì ăn bao nhiêu. Dạ. À, rồi lo vợ con cái đi, đi rồi vậy. Chứ còn không có đi làm thì gì nữa. Mỗi ngày thì sáng đi đi bộ tập thể dục này kia. Chỗ đâu bộ nhà hả? Xuống bên thôi. Qua bên cái mò, cái mặt kinh nó gặp, đi bên đó. Mà nói chung là thì bệnh tật á, giờ biết bao nhiêu anh đánh võ giỏi, võ sĩ đánh hàng ngày mà tới chuyện bệnh vẫn ngã bệnh rồi. Nó ngã thôi. Chứ đâu nói là đi nhiều đi. Do máu huyết nó hợp thành, chứ đâu phải là cái ổ bệnh nằm trong đó. Đừng biết nó vậy. Phải ráng giữ cái gia đình. Dạ. Cũng là chừng nào đổi đế lắm, ví dụ như hết duyên hết nợ thì thôi, mình hết duyên hết nợ từ đâu nó nhả ra hà. Hỏi như cái nợ thì đeo, gọi là đeo đẳng mà. Đi thầy con trả này đi nè. Không. Đi. Đi chơi đi. Thầy đi chơi, thầy muốn đi chơi. Đi chơi. Đi đâu? Đi thích. Đi thích ta hả? Đi đâu này? Mới khoái đi thích to mua đồ cũ, đào hay đồng chơi. Thầy đi đấy đây. Nay là được đi rảnh là bởi vì lý do là giờ trời mưa. Thế thôi không có rảnh nha, tôi đuối quá rồi đi cho. Dạ, đi cho thoải mái. Bây giờ đi vô mua cái máy tôi mua, chứ không mua tôi nào vậy. Tôi thầy mua, trả, tôi thấy rẻ vừa tiền tôi mua, không. Đi, thầy con đi mua máy lạnh gắn trước đi, rồi.